的越冷的血，给了我怕光的眼瞳赤裸，是凉的是暖的我只能仅凭直觉揣测。爱情是如雨造化我，心思善执着，我不为这世间众生如何待我，冲破挣脱何以变成些善恶，自由片刻碎落，以爱问向日何，我的存在不会因情节而予以残破。Trường Nguyệt Tẩn Minh tập 31. Hành Dương Tông, Củ Mân, nơi đây chính là Hành Dương Tông. Đi thôi. Cuộc so tài giữa các tiên môn mấy ngày sau sẽ được tổ chức ở đây. Ta đưa con đến để mở mang tầm mắt trước. Thế nào, sự có khí thế phải không? Quan Trạch Đại Trường, theo vi sư đi gặp cụ trưởng môn nào. Giới thiệu với ông, đây là đệ tử ta mới tu nhận, Thương Củ Mân. Là ông ấy. Ông ấy cũng giống sư phụ, đều bị ta giết chết khi làm ma thần. Củ Mân, bái kiến chủ môn Cù Huyền Tử. Ngồi đi. Khá lắm. Triệu Du, cuối cùng ông cũng thu nhận được một đồ đệ tử tế đa dáng rồi. Đây đúng là tiến bộ lớn nhất của ông trong 100 năm nay. Ông nói gì vậy hả? Miệng chó không mọc được nà voi. Củ Mân, lần này cậu đến cũng đúng lúc rồi. Con gái ta Lê Tô Tô vừa mới rời đi. Để bây giờ ta gọi con bé về, cho hai đứa gặp nhau. Đa tạ cụ trưởng môn. Có điều từ khi vào Tiêu Giao Tông, Củ Mân một lòng tu hành, không để tâm đến việc khác. Nếu có duyên thì xin hẹn gặp mặt Tô Tô cô nương lần sau. Hôm nay bạn bối đến đây là có một chuyện muốn nhờ vả cụ trưởng môn. Được, cậu nói thử đi, xem ta có thể giải đáp giúp cậu phần nào không. 500 năm trước ta từng dừng chân ở nước Thịnh, quen biết một vị bạn hữu có tướng mạo rất giống đệ tử Công Giả Tịch Vô của tiền bối. Không biết trong chuyện này có bí ẩn gì không? Tịch Vô không cha không mẹ, thậm chí còn không phải là người bình thường. Đó vốn tên Tiêu Lẫm, sư đệ của Bất Cư Chân Nhân ở Tiêu Giao Tông, không biết sao lại gặp nạn qua đời. Năm đó Bất Cư Chân Nhân đã đến Hành Dương Tông mượn một pháp khí là chén tinh tẩy băng. Nghe đồn là nó được chiến thần Thượng Cổ tạo nên, tuy bị hư hại nhưng vẫn có thể lưu giữ nguyên thần. Nhà ấy đã đặt nguyên thần của Tiêu Lẫm vào trong, thả xuống nơi dò dào linh lực ở thiên trì để nuôi dưỡng. Từ đó về sau, qua nhiều năm, chén tinh thể băng dần tan biến. Nhờ sự nuôi dưỡng của thần lực, một đứa trẻ đã ra đời. Ta đặt tên cho đứa bé là Công Giả Tịch Vô. Ông đoán ra được số cuộc nó là ai rồi à? Thân phận của nó đặc biệt như vậy, ta dụ nó lại tiên môn, ông không muốn khuyên can ta sao? Sư thúc tổ Bất Hư sẽ không nhầm lẫn được đâu. Ta cũng thấy thằng bé Củ Mân này rất tốt. Nếu gặp được cơ duyên ngộ đạo, nó không chừng sẽ rất có triển vọng. Ta tính mắt nhìn người của ông hay thật. Sau lần này lại biết khen ta rồi.
Ta khen đồ đệ của ông thế chứ.